Chào mừng bạn đến với kênh người Việt học tiếng Anh. Bạn đang làm gì đấy? What are you doing? What are you doing? Chơi. Play. Play tôi đang chơi đá bóng. I am playing football. I am playing football. Bơi. Swim. Swim. Tôi đang bơi. I am swimming. I am swimming. Nhảy dây. Skip. Skip. Tôi đang nhảy dây. I am skipping. I am skipping. Chạy bộ. Jog. Jog. Tôi đang chạy bộ. I am jogging. I am jogging. Đi, cưỡi. Ride. Ride. Tôi đang đi xe đạp. I am riding my bike. I am riding my bike. Lái xe. Drive. Drive. Tôi đang lái xe ô tô. I'm driving my car. I'm driving my car. tôi đang chơi đá bóng I am playing football I am playing football tôi đang bơi I am swimming I am swimming tôi đang nhảy dây I am skipping. I am skipping. Tôi đang chạy bộ. I am jogging. I am jogging. Tôi đang đi xe đạp. I am riding my bike. I am riding my bike. tôi đang lái xe ô tô. I am driving my car. I am driving my car. Bạn đang làm gì đấy. What are you doing? What are you doing? hãy nhấn nút like chia sẻ và đăng ký kênh để xem được nhiều video mới nhất bạn nhé